Mảnh chụp các bác này, trước mặt em đây là một chiếc tàu mảnh chụp này. Chủ tàu nó thay đổi công việc nên muốn chuyển nhượng lại cho bác nào có nhu cầu sử dụng này. Em sẽ quay chi tiết cho các bác nhé. Con tàu mảnh chụp này là chiều dài 13 mét kia, đường chim bay là dài 16 mét. Gồm 3 máy các bác ạ, một máy V300 máy chạy 20 phát. Lượng bóng thì khoảng tầm 200 quả. Giá đang chào bán là 850 triệu các bác nhé. Bác nào thiện chí thì về trực tiếp để xem tàu. Đây, em đang quay phần quay sạp chi tiết cho bác xem này. Đồ nghề còn đầy đủ quá nhé, chài vỏ 850 là bao gồm hết đầy đủ đồ nghề. Tàu vẫn đang hoạt động bình thường nên đồ nghề vẫn còn rất là ống ả. Tời đây, còn xoay neo tàu mới đóng được 6 năm nên gỗ lạt còn tương đối chắc chắn các bác nhé. Cậu này, phao dù, ganh xào bằng sắt hết nhé, bốn ganh bằng sắt hết rồi ạ. Đèn tà, con này là cabin 2 tầng mất ạ. Các bác nào đi vó thì về nhận tàu đi làm luôn, gặp công việc luôn. Còn đâu bác nào thích có thể chuyển đổi đồ nghề này, mình chuyển đổi thành ghe cào hay lồng bắt quái cũng được, thì máy móc mình lại cầu lên vẫn bán được tiền, hoặc chuyển đổi nghề mình lấy vỏ tàu thôi. Mà thích hợp nhất vẫn là bác nào làm mảnh chụp về đi luôn. Chân lưu luôn, hai bên chân lưu. Lát em sẽ lên tầng 2 cho bác cùng xem nhé. Này, cầu thang lên tầng 2. Gỗ lạt chắc chắn lắm bác ạ. Mời bác xem hầm máy nhé. Hầm máy thì hơi tối quá ạ. Thôi thì có 3 máy. Bác nào thích chi tiết thì về xem trực tiếp các bác ạ. Xem trực tiếp mua bán, số tiền nó 1 tỷ đồng nên là mình thiện chí thì về trực tiếp xem nó dễ. Đây tầng 2 bác ạ. Có cái quả ghế lái này cũng trị giá 2 triệu. Vô lăng cần số. Phone đàm định vị đầy đủ hết. Sạn cuốc này, đồ nghề đầy đủ, bơm vẹt đầy đủ hết. Chủ tàu sang nước ngoài gấp nên là cần thanh lý gấp. Giá quá êm, 850 triệu. Gồm một chiếc tàu đẹp và đầy đủ đồ nghề. Anh em nào vừa việc thì quất luôn nhé, chốt sale. Đây là đủ luôn. Thôi, phần bên trong có thế, giờ em quay qua phần bên ngoài toàn cảnh con tàu cho các bạn ngắm. Hơi mưa rồi, hơi mưa em phải dừng video tại đây. Để mời bác ngắm thêm phần thân vỏ của chiếc tàu nhé. Chiếc tàu mảnh chụp Hải Phòng đóng được 6 năm, biển kiểm soát 90247 thủy sản, HP 90247 thủy sản TS 13 mét kim, đèn chim bay dài 16 mét. Đây, chủ tàu nhờ em đăng lên mạng, bác nào
xem có bác nào có nhu cầu thì em cho số điện trực tiếp liên hệ với chủ tàu, liên hệ để được ép giá. Đấy, vừa là em quay góc bên trái giờ sang mạn bên phải, ngắm kỹ càng lại một lần nữa trước khi ra về. Xin chào tàu nhá, chúc tàu sớm gặp được một người chủ yêu thương. HP 90247 thủy sản.